Hôm nay sẵn dịp đi chơi nè, có gặp anh hội đi chơi cũng chơi đò xe luôn. Đủ mấy hụ tao hoài không nội. Chơi đò xe chuyên nghiệp nha các bạn. Bên tụi Gò Dắp á, những cái xe đó là thành phố các bạn coi nè. Đó, đây là xe xăng nha các bạn. Đây là cái xe xăng loại lớn nè. Huy ơi, bên đây so cái người Huy với cái xe nè. Ở đây là cái xe xăng loại lớn. Đó, xe này rất là lớn ha. Xe rất là lớn. Bộ sao cái bánh không có chạy luôn. Cái xíu này có thể là ảnh chạy chiếc xe này nha các bạn coi. Bây giờ mình coi chiếc xe này trước ha. Đó, body của nó nè. Xe này chạy tốc độ cao nên là cái body của nó dùng nè. Sử dụng cơ chế. Bộ bên đây đợi hết, nó không cần sửa, chú Hành sửa trời trời. Đó là sao mà đứng bên đây chơi luôn nè. Đổ máy chú Hạnh, lên tiếng ơi chú Hạnh. Đó, nghe tiếng không? Nghe tiếng xe. Nè, đứng nổi chú Hạnh chữa thiệt không? Rồi, hết xe rồi. Wow, trời ơi. Ba xe rồi, mày muốn chạy gì được rồi, tao thấy tao đỡ rồi mà, mình quen rồi. Wow. Ba xe mà đủ không vậy? Ba xe cũng vô vậy. Vậy chứ không được hả? Ông này chạy được không? Tốc độ rất cao nha các bạn. Lên 80 giờ đó. 80 đến 100 á. Đây là bộ body kit của nó này. Bên nhí. Tao xếp bộ này không biết đúng không mà tao thấy đụng với bên ghe là mạnh hơn. Nhưng mà má là chạy bị má chạy tự cực cao luôn gì nữa không nội. Quay lại nè. Đó, bạn thấy không? Nghe nó gì sẽ hơi im luôn hả? Im mà nó im thì im luôn. Bay không hả? Nó lên tới 100 lên hơn 100 thì số giờ các bạn chờ xe máy đi này, chạy qua nha. Chạy rất êm và tốc độ rất cao. Xe lớn rồi các bạn, xe này sử dụng xăng đi lòng luôn, không có sử dụng xăng các bạn. Đây mình quay tập cảnh cho các bạn coi. Đây là những xe chuyên nghiệp của những dân tốc độ cao. Dũng qua làm gãy gì vậy anh Dũng? Thank you.
các bạn nhớ đăng ký kênh Asin.vn Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.